Quang Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị ha, quý cô chú anh chị. Hiện tại giờ anh Kim Tiểu Long đang đi lên ha, quý cô chú anh chị. Kìa quý cô chú anh chị. Mấy anh em thì hiện tại giờ đang ở nhà chờ. Chiếc xe đó giống xe của anh kìa. Có thấy chưa? Chạy cho anh chạy lên đây luôn chứ gì. Xe đó đó, xe đó đó. Ui, xe đó đó. Chạy tới đây luôn nè. Ôi. Quá trời. Cắt cái này đi. Đợi chào. Chào đây à. Chào anh Vinh nha. Quay kiến lên con ơi. Quay kiến lên con ơi. Em chào anh. Bữa đó xuống anh ăn một chành bánh xèo quá ngon anh ơi. Tới giờ còn nhớ nữa đó. Dạ. Muốn nữa chứ, lúc nào không muốn mà. Là nguyên áo cam quá nổi luôn rồi. Để đón anh thu một người dân đến mộ nghệ sĩ Du Linh thắp nhang. Cùng quê với con á. Cùng quê luôn rồi. Sáng giờ cô chờ con tới giờ đó. Cô Vĩnh Long lên đó hả? Đó. Vậy hả? Dạ. 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 Ồ, có hà heo quý anh chị. Cái bài đó hay mà anh. Bây giờ chẳng lẽ là quên Kim Tiểu Long thì cứ thua một người dân không hả? Thôi thôi, bây giờ thôi kêu anh Kim Tiểu Long đi. Tên tội đánh lên, tên tội của anh. Anh em đừng có chơi mà gác cái cây ngang là anh em mà té sắc mặt nha. Anh ơi, đi lui luôn đó. Rồi, Trương Vinh mà trợ lý. À, vừa là trợ lý mà vừa là cháu mà cũng vừa là con. Dạ. Bởi vì mẹ của Trương Vinh mất rồi lúc Trương Vinh còn ẩm trên tay á. Dạ. Cho nên là Trương Vinh sống với anh Long và lo lắng cho con cho tới bây giờ. Dạ. Cho nên là lớn lên rồi làm ca sĩ hát luôn. Mọi người chuẩn bị đón xem MV của Trương Vinh nha. Mới quay hôm qua luôn, mới quay vừa xong luôn mọi người. Mới quay hồi 10 giờ hôm qua là xong luôn. Anh vẽ đây nè. MV đó thì một hồi đó có thể là em chia sẻ. Hoa của anh đâu? Hoa của anh đâu? Đi sao rớt ghép luôn. Các em đi coi chừng, các em té lăn xuống nha. Trời ơi, cô bé này tay đâu? Giờ mai mốt nhắn thêm cái tay thứ ba nữa đi. Hả? Nếu mà cầm cái tay nữa đâu vậy? Anh Long mà mừng vậy đó. Ừ. Cái cô này cao cao che dù Long Long. Hả? Đó, cô cao cao hơn anh Long mới nghe vậy. Cái cô này sao cao hơn anh vậy? Đó là người mẫu mà anh. Trời sanh ra là để che dù cho anh Long phải cao hơn anh Long. Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Từ sáng thì tụi em bố trí đó. Vậy hả? Dạ. Không nhiều, bữa nào cho ăn bánh xèo nha. Bánh xèo nữa. Thôi vô, vô để cho anh bánh xèo nữa. Còn 5 cái đi rồi để cho anh ra ngoài mát đi. Rồi. Còn quý của chú chị hôm nay là anh Long lên. Đợi chút anh là anh Long để thì... Cô quậy vô lấy dùng cái dĩa đây cô quậy. Đây để cô quậy.
cô Huệ đi lấy dĩa để cho kịp cháu xin xem cái dĩa nha. Một người vô một người vô lấy đừng để cho anh lấy hoa. Đó là mình để từng mộ. Vậy để hoa xuống cho người anh đi lấy thôi anh vào. Anh vào đem hoa vô trong kia lấy cái hôm nay cũng có đem có cái mâm để lên khi mà cúng xong là mấy cái hoa là mọi người cứ lấy trà ai mà mất ngủ nặng thì mình cứ lấy trà uống nha. Dạ. Uống chăm cứ chăm cho chăm trà uống bình thường rồi mình ngủ ngon mình không có đau nhức mình mẩy vậy đó. Rồi cũng có đem rung biển theo cúng nữa nè. Đó. Anh năm phù hộ mà cái đó mấy cái món đó bữa đó là lên anh Kim Tử Long có cho tụi em về quá ngon anh mà mọi người từ món công biển ăn đó, nó giòn hôm trước là mọi người ăn công biển thấy sao người rất là ngon luôn em ngon luôn á trà tuyệt vời luôn trà gì uống chưa trà trà uống luôn anh uống trà buổi sáng không uống dễ không dễ uống không kia rộng hơn anh uống trà rất là ngon cầu á kia rộng không kia rộng không cậu của em đây là Kim Vinh, bạn Kim Vinh nè, cháu vậy nè, người sử dụng Kim Tử Long Cầu vậy. Có đem đặc sản của bên công ty của anh lên để cúng cho chú Du Linh theo với chương trình. Nó rất là giòn luôn. Lúc mà giờ từ là Việt Nam về thì mong cho chú Du Linh. Con không có 3 ngày thôi là ba Linh đã mất thì không có trở về Việt Nam được. Cho nên lần này về nước thì con ba của con ở trong những vở cái lương đó. Cũng như là ở ngoài đời người cha cũng nghề nghiệp hết cũng về cũng thắp hương cho ba Linh vừa gọi là anh Năm mà cũng vừa gọi là ba Linh là bởi vì tất cả những tuần cái lương là đóng vai cha của Kim Tiểu Long không à cho nên đi đâu người ta cũng nói con Vũ Linh đó. Đúng rồi. Để ăn thương nhất á là trong cái khúc mà hai cha con mà đi tìm mẹ đó. Bà kêu liễu, liễu dễ thương lắm. Hả? Đây, ở cạnh tới anh Long Sơn Lan. Em sập. Đang đó. Ghé ghé hay bị lạc rồi. Em bị lại rồi. Em lạc lối. Trước kia là em quay rất nhiều tuần luôn, rất nhiều tuần mà anh nhai con của công an. Làm cái ảnh đi anh. À, chị Hà là thổi Mỹ. Ai chị lên lồng chứ? Thì mà quý vị mà ai mà chưa coi tuồng cải lương mà gió đưa cành liễu á thì hãy coi cái tuồng đó. Và bởi vì là Long đóng cái tuồng gió đưa cành liễu mà làm con của ba Linh á, là Long nhờ cái tuồng gió đưa cành liễu đó đó mà Long đi diễn đầu tiên là ở Úc luôn đó. Là tất cả khán giả Úc Châu thì rất là thương Long trong cái tuồng gió đưa cành liễu mà làm con của ba Linh. Anh Kim Tiểu Long với mẹ Phượng Mai. Mà một đứa con mà ta nói bị đánh, bị đập, bị hất, bị hủi, ta nói khóc, khóc quá trời khóc luôn. Mẹ con đâu rồi ba? Ok rồi. Để ok. Thì anh
lỡ mà có xô gì đó thì cảm là hơi bị đuối. Để cho anh cho mát đi. Bữa nay gặp khó khăn ngoài đời rồi đó. Đấy, cái mảnh à. Anh cũng ok. Chứ anh ngồi đây với ba ăn cái đi. Ngồi lên đây được không? Được. Không, 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 không. Ngồi ở dưới đây nè. Với cái thềm. Anh muốn ngồi đâu anh ngồi. Con trai mà. Con trai phải ngồi với ba chứ. Rồi dù đâu vậy? Rồi, em qua đây nè. Khỏi 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 em ơi. Anh sẵn đứng em chụp thẳng ở bên ông ba thì anh. Trước tiên đó là anh ngồi nhìn đây trước đi. Xong một bóng hai ba cái đó để cho anh, cái đó mới hát gì anh hát. Còn hát hồi vô mát anh hát được. Anh hát khúc khúc mày gió đường cành liễu đó, anh hát cái khúc nào em mê cái tù nó lắm á. Cảm ơn Linh. Nên là khi mà bước từ ở ngoài đường mà bước vô đây là mình biết dụ là ở trên cõi đời này là sanh lão bệnh tử. Dạ. Nhưng mà mình khi mà mình cái cảm giác mà đi tới trước cái cổng Hoa Viên đó là cái lòng nó rất là bùi ngùi, nó rất là nó làm cho mình không có tả được đâu. Mình cứ nghĩ là giá chi mà không có, giá chi mà không phải, đó là một cái điều đó. Cho nên là ước gì tất cả các anh chị á, ông bà cô bác á, mình chỉ là một ước thôi, nhưng mà cái ước này là không bao giờ có rồi. Và sanh lão bệnh tử là bắt buộc là phải có, nhưng mà tại vì mình thương á thì mình sẽ ước. Yeah. Là mình thương những người tài hoa, rồi ca hay, rồi diễn giỏi, rồi để những cái lời ca tiếng hát sâu lắng đi sâu vào lòng người. Nhưng không phải là riêng khán giả mà mến mộ nghệ sĩ không đâu, đôi lúc nghệ sĩ cũng mến mộ nghệ sĩ dữ lắm. Yeah. Thần tượng lắm đó. Hồi xưa mà anh đi hát hồi nhỏ là coi như là trên tủ làm tuồng của anh á là tất cả những cái tấm hình mà treo á là coi như là Vũ Linh, Kim Tử Long, tất cả những Lệ Thủy Minh Dương, tất cả những cái người mà anh Long rất là thần tượng đó. Rồi thần tượng lắm. Hồi xưa mà đi hát ở dưới tỉnh á, ước làm sao cho con về Sài Gòn á, đi chùa nào cũng khấn nguyện á, cho con về Sài Gòn á, con gặp Vũ Linh nè, rồi Tài Linh nè, Thanh Thanh Tâm nè, Thổi Mỹ nè, rồi Minh Dương nè, Lệ Thủy nè, Bạch Tuyết nè, Diệp Lan nè. Lúc đi với tỉnh á, đi chùa nào cũng khấn nguyện á. Lúc nghệ sĩ Diệp Lan mắc ở bên Mỹ anh có đi không? Có. Lúc đó anh qua là anh một tuần lễ là lúc đó là anh đi dự đám tang của ba Diệp Lan. Mà thật sự mà ba Diệp Lan rất là nhiều kỷ niệm. Hồi xưa là khi mà anh Long về Sài Gòn đó, anh Long chia diễn viên điện ảnh đi, mình đi diễn thời trang, mình đi đóng phim, mình đi người mẫu. Nhưng mà gặp ba Diệp Lan á thì lúc đó cũng chưa hát cải lương nhiều nữa. Ba nói có một câu cho tới giờ, nhớ tới giờ lúc ba Diệp Lan nói. Ba Diệp Lan khuyên nói chứ ba kêu bằng xin bằng tao thường thường tao á. Nói bây giờ ba nói cho mày nghe nè, mày nghe lời ba đi. Mày đừng có đi địa diễn viên điện ảnh, mày đừng có bao giờ mà đi thời trang gì hết, đóng phim vậy đó. Mày nghe lời ba, mày đi hát cái lương đi. Nếu mà mày không nổi tiếng, mày dục tao xuống hầm á. Hiểu không? Mày dục tao xuống hầm á. Thì hồi xưa mình nói cái hầm đó là